tục giới thiệu cho bác một con điều hòa cửa sổ Morita. Hôm trước em đã có một con về nhưng mà đã khách thì lấy cái định tuần rồi. Thì hôm qua vừa về 4 con thì đúng như là rất nhiều người đặt câu hỏi là muốn xem cái dòng này mới thì về. Thì hôm nay em vừa về 4 con thì hôm nay sẽ show một con trước nhá. Thì dòng Morita tất nhiên là dòng nó có cái màn hình hiển thị nhiệt độ và các thứ là trực quan nhất. Nếu mà điều khiển trên thị trường bây giờ dòng Morita vẫn là dòng ok nhất. Thì bây giờ các bác nhìn thấy nhá, đây là điều khiển nhiệt độ này. Đấy. Đấy, nó từ 16 cho đến 30 độ, các bác nhìn trực quan, rất là trực quan đúng không ạ? Đấy, em điều khiển bằng tay nhé, có cả điều khiển bằng remote, em sẽ điều khiển trước. Đây là các tốc độ gió này, ví dụ như là tự động này, trung bình này, nhanh, trung bình, chậm này, nhân đường. Đấy. 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 Và đây các chế độ, ví dụ như là chế độ hút ẩm này, quạt gió này, và điều hòa, chế độ ngủ có thể dưới này, đúng không ạ? Đấy. Còn đây có cả ion diệt khuẩn này, bật tắt này. Đấy. Còn cái này có thể điều khiển bằng cả remote mọi người nhá. Đây, remote thì có thể điều khiển được nhiệt, điều khiển nhiệt độ này. Đây, tốc độ gió này. Nhiệt điều khiển nhiệt độ này. Đấy. Đấy. Và đặt cả hẹn giờ được nữa nhá mọi người nhá. Đấy, cả hẹn giờ. Đấy, nói chung là đầy đủ tính năng, hiển thị đầy đủ. Đấy. Điều chỉnh gió cũng nhìn thấy này, nhiệt độ này. Các thứ nhìn thấy hết, và nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C nhá. À, hiện tại ở cửa hàng em đang có 4 con máy như thế này, dòng Morita 8000 BTU mọi người nhé. Máy rất là đẹp, dàn lốc ok, máy vi bảng, zin các thứ, chúng là không động chạm vào bên trong. Đấy. Thì các bác có nhu cầu về con điều hòa này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé, hoặc là qua số địa chỉ là 41 hoặc 87 mình không sắc có giấy để nhận, để có thể test máy và đi test máy và test các tính năng của máy luôn.